Hello mọi người nha. Hôm nay thì vợ chồng mình sẽ đi một ngôi chùa cổ nhất Bình Định mình nha các bạn. Đó là ngôi chùa Thập Tháp. Đó, phía sau mình là cổng vào chùa Thập Tháp nha các bạn. Đó, thì chùa Thập Tháp thì được thành lập vào năm 1963, là thành lập vào thời vua Lê Nguyễn đó các bạn, từ thời Lê Nguyễn á. Đó, chùa thì trước đó là của người Chiêm Thành nha các bạn. Đó, phía sau chùa thì có tầm 10 ngôi tháp á, nên là được gọi là chùa Thập Tháp đến bây giờ nha. Thì sau nhiều lần chiến tranh thì chùa sẽ không còn giữ được 10 tháp như trước nữa, nhưng mà vẫn còn nét hoang sơ cổ kính của kiến trúc cổ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng bạn và bé Kem sẽ vô thêm chùa Thập Tháp nha. Đấy, trước đây là một cái đây gọi là cái gì ta, mình mất cái tiêu rồi, Minh Đường đó. À, đây gọi là Minh Đường đó các bạn, đối chắn ngang cái cổng vào chùa các bạn. À, trong đây là những cái thông rất là cổ thụ này. Cố quá rồi. Đó. À, công viên phía trước của Thập Tháp chia là tự nha các bạn. Thập Tháp có 10 tháp. Ừ. Giờ đi hướng nào bà Tiến? 11 tháp. Đây, giờ đi, mình sẽ đi qua hướng này phải này. Chỗ này thì mang vẻ cổ kính rất là nhiều nha các bạn. À, đi vô luôn á? Không. Không có được. Cái sâu này là rập. Mã cổ. Ừ. Đây là khung viên của chùa. Đây ạ. Hôm nay là khu mộ của các vị trụ trì. Đây là khu mộ của các vị trụ trì của chùa nha các bạn. Đó, chùa rất là hoang sơ và cổ kính luôn nha các bạn. Một vài sự tích không hay về chùa, nên là chùa sẽ không được trùng tu nữa nha các bạn. Cũng không tiện nói ra cái sự việc là gì, các bạn sẽ tự tìm hiểu nha. Những cái ngõ này xíu là chụp hình rất là đẹp nè bé Kem. Thì mình giờ mình với bé Kem sẽ dẫn các bạn đi hết một vòng quanh chùa, và tí nữa vợ chồng mình sẽ quay lại chụp hình sâu nha các bạn. Đây là sân khấu này, diễn viên nghề các các nghề lễ lớn của trong năm của chùa. Sau này là cả phần mộ này.
Đó là phần mộ các vị sư tinh nha các bạn. Đó là mấy những khu nhà này xây sâu để cho các vị tinh ni ta tu tập thờ ơ. Cái sau này lần trước đây có một cái tháp rất là đẹp này, làm thác nước á, để ra xem. Thôi. Đi, mình quên quen ở đây. Chùa này là chùa cổ nhất bên đỉnh mình này các bạn. Các bạn nhìn ra rất đẹp này mấy kia. Thì bây giờ mình sẽ dẫn giờ mình đi quanh một vòng các bạn xem nha. Mình thì chưa có flycam nên là không có quay từ trên cao xuống cho mọi người xem tổng quát được chùa Thập Tháp U Bình Định mình nha các bạn. Các bạn chịu khó xem qua video là những thước phim flycam của những bạn YouTube review nha các bạn. Chùa này thì rất là nhiều hoa sứ luôn. Đây là hoa giấm bụt nha các bạn. Hoa giấm bụt màu đỏ. Chỗ các ngôi mộ thì có các linh vật thờ trong thờ nha các bạn. Nhưng đài chùa này thì theo sở sách ghi lại thì thành lập vào năm 1963 nên đó là năm Quý Hợi đó các bạn. Còn mình là chiến đêm Ất Hợi nha. Sau này thì là mới làm một cái khung viên cho mình này. Này này là khu được kho viên phía sau của chùa Nhật Bản. Đây chỗ này thì làm một hồ nước và có cây liễu phủ bóng xuống này các bạn. Thì cá trong hồ rất còn rất là nhiều này, cá rô phi với lại cá cá tre với cá lóc nha các bạn. Đây có người đẹp đấy bạn, muốn qua kia qua chụp nha. Cái này cái bên đó là hồi trước nè, mới làm khuôn viên này xong là bên nào qua chụp này. Bên cạnh đây là cánh đồng nha các bạn. Nơi rất thanh tịnh để cho mình ngồi đó, mình tĩnh tâm. Trước bà nhớ là có một cái hồ có một cái rất là bự, cái ta tưởng là cái gì đó rất là to luôn, vô cực kỳ sợ luôn nha các bạn. Đó trước mình gia đình mình có một bức hình ở đây rất là đẹp luôn, chụp hồi năm mấy á, mình nhớ năm 2018 năm mấy đó. Rất là đẹp chỗ này. Giờ mình sẽ quay 360 cho các bạn xem rồi mình sẽ chụp hình với kia của mình một tí nha các bạn. Chỗ này thì quy hoạch rất là đẹp này các bạn. Nếu mà có flycam thì mình sẽ bay lên, mình quay rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình không có thì mọi người cũng thông cảm nha. Hứa với mọi người là trong thời gian sắp tới mình sẽ đầu tư flycam để đi review những khu du lịch được đẹp hơn nha các bạn. Rồi, đó là 360 vị trí này. Bây giờ mình sẽ chụp hình bếp kem của mình một chút nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha các bạn. Sau một lúc chụp hình cho bếp cúc kem, mình sẽ đi tiếp.
chùa thì công viên rất là rộng luôn. Hay được cái là thoáng. Ừ. Thoáng là yên bình á. Rất là yên bình luôn nha các bạn. À, phía sau chùa có một cái cầu kìa. Mình thử qua cái cầu xem các bạn. Đó, chùa này thì khuôn viên rất là rộng này các bạn. Đây, bây giờ mấy kem sẽ dẫn mình. Đó là những cái chi đó, mình cũng không biết là cái dông cái gì đó các bạn. Thấy rất là nhiều luôn, bạn nào biết cái gì thì mình của mình cho dưới video mình biết nha. Đó, bây giờ mấy kem sẽ dẫn mình thì đây một chiếc cầu này các bạn. Liên thì mình đang Tết rất là hào hứng luôn. Bên đây là những cánh đồng ruộng của người dân này các bạn. Chờ giờ ngồi đây nè. Đây, phía sau mình là khung cảnh chùa này các bạn. Là gọi là khung cảnh mà về tuổi già mình sẽ mơ ước nha các bạn. Đó, mình sẽ bước mơ ước là về đồng ruộng như thế này thôi. Hôm nay thì đi chùa mình cũng cầu mong là sau mấy chục năm mình làm việc tầm 45 năm được tuổi đi các bạn. Đó, về quê mình cũng sẽ trồng lúa rồi như thế này, xây một ngôi nhà có khuôn viên rộng rãi và được có gà vịt đồ mình nuôi mình chăm những bạn, mình đào ao cá như vậy á, ước mơ mình như vậy á. Và có ước mơ gì không? Giống đình phòng hả? Gì? Và có muốn gì không? Muốn là y sĩ vậy á. Vợ mình cũng điêu điêu lắm các bạn ơi, chưa biết là vợ mình ước muốn gì rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi tham quan chùa nha các bạn. Chùa Thập Tháp thì rất là rộng luôn, nhưng mà sau những ngôi chùa mà mới này các bạn, đó lên chủ yếu mục đích thương mại nhiều quá, nên là mình cũng không biết được về tâm linh hay là thương mại, nên là cũng không nói được nha các bạn. Về vấn đề tâm linh thì mình không đi vào sâu được, nên là thôi, chùa Thập Tháp vẫn là một cái gì đó nét văn hóa rất là riêng của Bình Định mình đó, được giữ lại cho đến ngày nay nha các bạn. Và mình với mọi người sẽ đi tiếp nha. Nhiều chùa mà. Đó, khi hai chồng mình ngồi đó thì mình phát hiện một cái cây rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, cây này thì đang gọi là rụng hết lá rồi nha các bạn. Đó, chỉ có một cây chùm gửi bên kia thôi. Đó, cái khuôn viên này, những vị trí mà cực kỳ tịnh tâm nha các bạn. Đó, bên kia là lũy tre làng. Đó, có đồng ruộng. Đó, bên cạnh bên cây đá hai chồng mình thì có một loại cây rất là xinh luôn, mình không biết là cây gì nữa các bạn. Đó, bây giờ hướng dẫn viên bánh bao chiều sẽ dẫn mình đi vào chiếc cầu mà được coi là phía cuối của chùa luôn các bạn. Đây mì đây các bạn, quả mì rất là sai trái luôn mà thanh niên kêu mình lên hái mì cho anh nha các bạn. Thôi vô chùa thì không nên hái gì hết nha các bạn. Mình sẽ đi ra chiếc cầu phía cuối chùa thử xem là cái gì nha các bạn. Đấy, có hai thanh niên kia đi qua rồi đó. Mình đi qua cầu thử xem là cầu này là xây dựng. Một phía néo rất to. À, chùa Thập Tháp thì mình còn có nghe một sự tích là có một hòn đá chém nha các bạn. Thế là mình sẽ tìm một hòn đá chém đó và quay cho các bạn xem. Cầu này chiếc bé kia mình đi qua rất là sợ nha các bạn. Ui, lách nè bé kia. Cầu này lách qua xong, không biết qua bên kia làm chi nha các bạn. Đó. Thôi, cứ thôi, không quen nữa các bạn ơi, lách quá nè. Thôi với lại giờ rồi, hai chồng mình sẽ review tới đây rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ quay lại thanh niên, ai phát biểu ơi. Phát biểu cảm giác qua cầu rung như thế nào, rung nè.
lách quá nha các bạn, cầu đây cầu dây rất lách luôn. Thôi khá là sợ nên 200 mình sẽ quay lại. Đi review mà sợ quá các bạn ơi, nhìn này. 4 cây xách 30-60 nha các bạn, 5 cây chứ. Giờ 200 mình sẽ quay lại nha các bạn. Đây, toàn cảnh thấp thấp Pagoda. Tịnh tâm thì đi vào này rất tịnh tâm luôn các bạn. Bây giờ 200 mình sẽ đi quay lại và tìm hòn đá chém nha các bạn xem nha. Sự tích thì hòn đá chém thì mình cứ siêu sơ qua một chút cho các bạn xem nghe. Cái này là mình như là mình được nghe lại từ một người lớn rồi đó, mà mình quên là mình cũng nhớ chính xác là ai kể cho mình. Là trước chùa tháp là có một hòn đá chém, trước đó là hay dùng đỡ trảm đầu người đó các bạn, rất linh thiêng luôn. Sau này thì và các đời vua thì được mang lên chùa để bây giờ mình sẽ đi tìm, mình sẽ đi tìm hòn đá chém đó cho các bạn xem. Để đó như chém đó, rất là linh đó các bạn, đó là mình trảm đầu người á, rất là linh, nên là giờ mình sẽ đi tìm lại cái hòn đá chém đó cho quay cho mọi người xem nha. Giờ hai chồng mình đang trên đường tìm hòn đá chém ấy nha các bạn. Để anh em vị trí nào nha. Bây giờ thì giờ sinh hoạt nên là người dân với các sư thầy trong chùa đang chơi bóng chuyền thể thao nha các bạn. Không, cái ngoài này vậy. Cảm nhớ là nằm ở phía ngoài á. Nhỏ mình đi. Ờ. Tiếp tục thế nào. Đây có cái liễu rất bật này các bạn. Rồi, bây giờ mình dạy mình đã quay lại trước cổng chùa này. À, có một cái thông này, to kinh khủng to. Wow, thấy không? To, thật là to. Này, để mình về bên phải chùa rồi. Mà nhà mình sẽ dọn mình sẽ đi bên trái chùa nha. Này, ngôi chùa rất là linh thiêng và cổ kính của Bình Định mình các bạn. Bây giờ là giờ làm lễ xong á. Là từ quán Thế Âm bằng đá và được sơn nhũ đồng như thế nào. Mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về chùa Thập Tháp nha các bạn. Thì chùa Thập Tháp được tọa lạc tại thôn Vạn Thuận, xã Nhân Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định nha các bạn. Thì chùa nằm ở một khuôn viên vùng quê rất là yên bình và mát mẻ thôi. Cách trung tâm thành phố khoảng 30 km về phía bắc nha các bạn. Và đây là cũng là một địa điểm tâm linh được rất nhiều người ghé đến. Chùa thì được xây dựng vào khoảng những năm thế kỷ thứ 17 do một nhà buôn Trung Hoa lập nên để tham thiền và hoằng dương Phật pháp. Và sau đó thì đến năm 1680 thì đã được xây dựng lại với một quy mô lớn hơn là và lấy một niên hiệu là Thập Tháp Di Đà. Và đây là hòn đá chém của chùa Thập Tháp nha các bạn. Mình sẽ cỡ sơ qua một chút về lịch sử về hòn đá này. Đó là vào năm 1802, Chúa Nguyễn đã đánh bại quân Tây Sơn và đánh ngôi hoàng đế và lập ra Trường Nguyễn nha các bạn. Khi đó thì Chúa Nguyễn mới kêu gọi các dòng tộc của gia đình vua Quang Trung đó các bạn để mà ra đầu hàng với một lời hứa hẹn, đó là sẽ không sát hại và trả thù nha các bạn. Nhưng mà khi mà
mọi người đã tin vào lời chiêu dụ của vua Gia Long, thì ông đã trở mạch và sử dụng hòn đá này để chiếm đào tất cả hoàng thân quốc tích của gia đình vua Tây Sơn nha các bạn, để trừ đi mối hào họa sau này. Đó là sở thích của hòn đá chiếm nha các bạn. Và cuối cùng là chùa được vua Minh Mạng xích phong là Tứ Thập Tháp Di Đà Tự. Đến nay là thì đã hàng trăm năm tuổi rồi nha các bạn. Chùa thì đã trải qua 16 đời với tên tuổi của nhiều vị thiền sư danh tiếng như là Thiền sư Liễu Triệt, Thiền sư Minh Lý, Thiền sư Phước Huệ. Và duy nhất có Thiền sư Phước Huệ thì đã được tôn lên làm quốc sư. Và có một số ít người được mời vào giảng kinh tại Hoàng Cung của Triều Nguyễn từ đời vua Thành Thái đến vua Bảo Đại nha các bạn. Ngôi chùa thì có kiến trúc rất là cổ kính và cũng sau nhiều lần trùng tu lại rồi các bạn. Này là nhà ăn của các bài sư nha các bạn. Chùa Tháp thì là một ngôi chùa nổi tiếng nhất của miền Trung mình đó các bạn, và được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia rồi nha các bạn. Thôi, đây là chuyến thăm xuân chùa Thập Tháp của vợ chồng mình nha các bạn. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.